Cuối cùng cũng đã hoàn thành một ngày rồi. Học gì mà lắm thế. Hết học chính rồi tới học thêm, còn học bớt nữa. Cứu tôi. Ồ, tiếng lạc của ai vậy? Hả? Thứ gì phát sáng ở đằng kia thế? Hả? Rồng. Chết tiệt, cái lỗ ánh sáng đó đã hút mình vào bên trong. Nó đưa mình đi đâu thế này? Cô Kim. Cứu tôi. Tôi ở đằng này nè. Cái quái quỷ gì đây? Một tên người đầu tiên ấy à? Cô Kim, có phải ngươi đã tạo ra cái lỗ hổng đó hút tao vào cái thế giới quái quỷ của ngươi không? Đúng vậy. Tôi là một Skibidi TV Man. Thủ lĩnh của tôi đang gặp nạn. Tôi đã lén tới đây trộm lấy cỗ máy xuyên không của lũ người dân làng này và tạo ra một lỗ hổng, hy vọng đem một ân nhân nào đó tới đây. Thật không ngờ là một cậu bé. Là một cậu bé thì sao chứ? Ta là một cậu bé không bình thường. Ta là Ben 10, có khả năng biến thành mọi quái vật dữ tợn để chống lại kẻ thù. Nhưng hình dạng của ngươi rất lạ. Được rồi, để ta lấy một ít gen từ cơ thể của ngươi cập nhập vào đồng hồ Omnichip của ta. Chết tiệt, đằng kia tình TV Man dám sử dụng cỗ máy tạo lỗ hổng không gian của chúng ta. Nằm ở đằng kia, mau tới đó, giết chết hắn đi. Lũ dân làng dữ tợn ở đây tới rồi, mau chạy đi. Cứ yên tâm đi. Nhưng lũ dân làng ở đây sao trông kinh dị thế này? Được rồi, ta sẽ sử dụng hình dạng mới TV Man để đối phó với bọn chúng. Chết tiệt, sao không được thế này? Không hay rồi. Mình phải đổi hình dạng khác thôi. Raymaster, xuất hiện nào. Cậu biến thành một quái vật ngoài hành tinh tí hơn. Nhưng sao quái vật này lại có cái đầu TV giống tôi thế này? Ta đã nói với ngươi lúc nãy rồi mà, ta là một cậu bé không bình thường. Ta sử dụng đồng hồ Omnichip có thể biến thành những quái vật ngoài hành tinh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lần này đã có một vấn đề nhỏ xảy ra rồi. Hồi nãy ta lấy gen của ngươi đó TV Man à. Ta không ngờ nó đã làm nhiễu loạn gen của Raymaster và biến thành hình dạng như thế này. Chết tiệt, một thằng nhóc kỳ lạ biến thành một sinh vật ngoài hành tinh đầu TV kìa. Mau bắt nó lại, đem bán lấy tiền. Không dễ dàng như vậy đâu. Lũ khốn kiếp dân làng quá gì đây. Ta sẽ hạ gục các ngươi. Wow, thật là nhanh, thật là lợi hại. Này, cậu bé bé gì đó ơi, đừng ở đây đánh nhau nữa. Mau cùng tôi đi giải cứu thủ lĩnh của tôi nhanh lên. Được rồi, tôi sẽ vác cậu lên lưng. Chúng ta cùng đi nào, lên đường giải cứu những người thân của cậu. Tới rồi. Hả? Sao lại chết hết thế này? Rốt cuộc lời của các ngươi đã gặp chuyện gì? Mấy tháng trước chúng tôi vẫn sống vui vẻ, đột nhiên xuất hiện một kẻ tự xưng là B5. Hắn đã chiếm đoạt thân xác của ông Raymaster vô mạch và biến đổi thành một thứ quái vật xúc tu đầu loa. Hắn đã tàn sát tất cả, giết chết giống loài của chúng tôi. Cái gì chứ? V5 à? Tại sao hắn lại xuất hiện ở thế giới này? Chết tiệt thật. Hả? Đằng kia có phải là thủ lĩnh của các ngươi hay không? Không phải. Đó là Upgrade TV Man, một dạng nâng cấp của chúng tôi mà thôi. Thủ lĩnh của chúng tôi bị thứ V5 Speed Command đó đem đi đâu rồi không biết. Được rồi, tôi sẽ giúp đỡ cậu tìm thủ lĩnh của mình. Nhưng trước tiên tôi phải lấy ít gen của TV Man này, bởi vì trông nó có vẻ mạnh hơn. Cậu có thể biến thành một Upgrade TV Man hay sao? Nếu tôi lấy gen của loại khác thì có thể biến thành loại đó. Nhưng đối với loại của cậu, tôi chỉ có thể trộn lẫn gen với những quái vật ngoài hành tinh trong đồng hồ của tôi mà thôi. Được rồi, lần này tôi sẽ trộn lẫn gen của đồng đội cậu với quái vật quái quan của tôi. Biến hình nào. Wow. Cậu thật là ngầu quá đi. Sức mạnh của tôi thật là tràn trề quá đi. Thật không ngờ khi trộn lẫn hai gen này lại với nhau, sức mạnh của tôi lại tăng lên đột biến như thế. Hay quá. Mau lên, thủ lĩnh của tôi. Được rồi,
Cậu cứ yên tâm núp ở hang động này đi. Tôi nhất quyết phải tìm được thủ lĩnh của cậu. Có tiếng hát. Mẹ kiếp, không lẽ là do tên V Nam Speed Command nó gây ra hay sao? Hả? Cái gì đây? Sao lại thêm những xác chết nằm ở đây? Loại này là loại gì? Mà đầu bọn chúng lại có những cái camera chứ? Bọn chúng là những cameraman. Còn mũi của bọn ta vừa bị bọn ta xé xác. Thật không ngờ lại có một tên TV man xuất hiện nữa. Cái quái quỷ gì đây? Sao trông người khác lạ với lũ TV man mà chúng ta từng gặp thế? Cái gì thế này? Các ngươi mới là những thứ quái lạ đó. Sao lại có những cái đầu người trong bồn cầu thế kia? Bọn ta mà ngươi cũng không biết à? Bọn ta là những quái vật bồn cầu, chuyên săn thịt những Skibidi Man ở thế giới này. Và lần này, ngươi trông rất lạ. Bọn ta sẽ bắt ngươi đem về cho chúa tể chúng ta ăn thịt. Mẹ kiếp, cái thế giới quái quỷ gì đây? Hết quái vật kỳ lạ này đến quái vật kỳ lạ khác. Nói cho các ngươi biết, ta là bé trên. Ta không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Chết tiệt, ta sẽ nghiền nát các ngươi. Không thể nào. Tình ước Ray TV Man này sao mạnh dữ vậy? Tha cho bọn ta. Đừng giết bọn ta mà. Bây giờ ngươi xin tha thứ, quá trễ rồi. À khoan, ngươi có thấy tình V nằm tay tành Speakerman đem thủ lĩnh của loài TV Man đi đâu không? Có thấy. Đằng kia đồi thôi. Thủ lĩnh của loài TV Man đã bị giết chết rồi. Ngươi nói cái gì? Chết tiệt thật. Đâu rồi? Sao không thấy gì hết thế này? Không lẽ lũ quái vật bồn cầu đó lừa mình? Hả? Đằng kia có một người khổng lồ với những chiếc TV trên mình của hắn. Không lẽ đây là thủ lĩnh của loài TV Man? Chết tiệt. Này. Mình đã tới quá trễ. Nhưng cơ thể của thủ lĩnh loài TV Man to như thế này mà cũng bị tên V nằm Speakerman kia đánh bại, thì thật sự tên quái vật đó không hề đơn giản. Đúng rồi. Mình sẽ lấy một ít gen của thủ lĩnh TV Man này kết hợp với một quái vật a lành trong đồng hồ Omnichip của mình, tạo ra một thực thể mới thì mới có thể chống lại tên V nằm Speakerman khốn kiếp kia. Được rồi, lần này mình sẽ chọn quái vật Alanis kết hợp với gen thủ lĩnh TV Man. Thành công rồi. Wow. Mình thật là khổng lồ. Và cảm thấy nguồn sức mạnh tăng lên gấp mấy lần luôn. Quá đã, quá tuyệt vời. Được rồi, nhanh chóng tìm tên V nằm Speakerman, tiêu diệt hắn, báo thù hắn cho thủ lĩnh TV Man, sẵn đồng thời trừ mối họa sau này để hắn không còn làm hại những sinh vật ở đây nữa. Ngươi ở đâu rồi? Tên phê nằm tay tành Speakerman khốn kiếp kia. Ta tới đây để trừng trị ngươi, cho ngươi một bài học. Mau ra đây, con rùa rút đâu. Mẹ kiếp, kẻ nào to gan dám la lối sầm tại lãnh địa của ta thế này? Cái gì thế kia? Tên úp rai tay tành TV Man. Rõ ràng ta đã giết ngươi chết rồi mà. Cuối cùng ta đã tìm được tên khốn kiếp như ngươi. Đúng, ngươi nói không sai. Ngươi đã giết chết thủ lĩnh của loài TV Man. Nhưng còn ta thì khác. Ta đã lấy một phần gen của ông ấy, cắt nhập vào quái vật Alanis của ta, biến thành thực thể mới như thế này, và đến đây để báo thù cho ông ấy, trừng trị thứ khốn kiếp như ngươi. Tại sao ngươi cứ liên tục giết hại những sinh vật ở thế giới này chứ? Cái gì? Ngươi cũng là một kẻ khác loài đến đây giống như ta à? Ta thấy thế giới này thật nhiều tái thành Skibidi Man. Ta muốn chiến đấu với bọn chúng. Nếu kẻ nào mạnh hơn ta, ta sẽ thoát ly cơ thể và chiếm lấy cơ thể đó của bọn chúng để trở thành một thực thể mạnh nhất. Bởi vì ta là một ký sinh symbiote của hành tinh mà. Come on, ngươi đừng nghĩ biện cho những gì sai trái mà ngươi đang làm. Những sinh vật ở đây mặc dù quái dị, nhưng bọn chúng vẫn có tính mạng của mình. Bọn chúng vẫn có môi trường sinh tồn của mình. Vậy mà ngươi tới đây tàn sát giết hại bọn chúng, ta thay mặt cho công lý chính nghĩa của vũ trụ này trừng phạt ngươi, đưa ngươi ra khỏi thế giới này. Ngươi có thể đánh bại ta hay sao? Gì thế kia?
Tại sao ngươi lại có được kỹ năng vụ nổ ánh sáng đó? Ta đã nói với ngươi, ta đã trộn lẫn gen của quái vật Alanis với thủ lĩnh của loài TV Man, thì sức mạnh của cơ thể này là vô hạn. Được rồi, cuối cùng ta cũng đánh bại kẻ như ngươi. Đến lúc ta phải quay về nhà của mình rồi.